กบกระไดมะม่วงนี่อ่างไม่เป็นใส่ซอยอ่ะมะม่วงไหนลมบ้านไหนก็ใส nhiều nhắc qua heo qua mình làm cho mình cái cháo này vậy đó. Này giống gỏi quá. Không có màu chứ đang phi chút dầu. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây một ít màu dầu điều. Mình sẽ đổ nước sôi để nấu cho ấm nhanh. Con nó có thơm gì không? Có mềm không? Bún bò Huế nha. Trời ơi, ngon quá cầu luôn á. Thơm nước mũi luôn á. Nước mũi luôn. Cái ngồi tiệm ăn không đồ về đâu. Cái lợ 80 đó, 360. Quá cầu đặc sản luôn, ngon lắm luôn á.
còn gì nữa không? Có cái gì? Còn huyết bò nữa bỏ vô. Bún bò mà không có huyết nó không ra bún bò. Đúng rồi. Cứ 20.000. Từ từ cho nó mấy nè. Cái nhanh nước trong mấy con. Đó. Ồ, ngon chưa? Wow. Đã chưa? Yeah. Chất lượng luôn.